Và sau đây là phần trao thưởng cho 15 cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận giấy khen của Ban Thường vụ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Và xin được trân trọng kính mời các đồng chí có tên sau đây tiến lên sân khấu để nhận giấy khen. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời giáo sư Đặng Hồng Quang, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Trung tâm Âm nhạc Sen Hồng. Xin được trân trọng kính mời tiến sĩ Đào Trọng Minh, đồng Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Trung tâm Âm nhạc Sen Hồng. Xin được trân trọng kính mời nghệ sĩ ưu tú Sơn Hải, thành viên Hội đồng chuyên môn Trung tâm Âm nhạc Sen Hồng. Xin được trân trọng kính mời nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm, thành viên Hội đồng chuyên môn Trung tâm Âm nhạc Sen Hồng. Xin được trân trọng kính mời nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên, thành viên Hội đồng chuyên môn Trung tâm Âm nhạc Sen Hồng. Xin được trân trọng kính mời nhạc sĩ Lê Thanh Xuân, thành viên Hội đồng chuyên môn Trung tâm Âm nhạc Sen Hồng. Xin được trân trọng kính mời nhạc sĩ Hứa Thanh Châu, thành viên Hội đồng chuyên môn Trung tâm Âm nhạc Sen Hồng. Xin được trân trọng kính mời nhạc sĩ Trịnh Xuân Khánh, thành viên Hội đồng chuyên môn Trung tâm Âm nhạc Sen Hồng. Xin được trân trọng kính mời giảng viên Tăng Mộng Giao, thành viên Hội đồng chuyên môn Trung tâm Âm nhạc Sen Hồng. Xin được trân trọng kính mời thạc sĩ Lê Nhật Quang, thành viên Hội đồng chuyên môn Trung tâm Âm nhạc Sen Hồng. Xin được trân trọng kính mời cử nhân Nguyễn Thị Thu Hương, thành viên Hội đồng chuyên môn Trung tâm Âm nhạc Sen Hồng. Xin được trân trọng kính mời thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hoa, thành viên Hội đồng chuyên môn Trung tâm Âm nhạc Sen Hồng. Xin được trân trọng kính mời cô Nguyễn Thị Thu Nga, thành viên Hội đồng chuyên môn Trung tâm Âm nhạc Sen Hồng. Xin mời ông Nguyễn Hữu Thành, Trung tâm Âm nhạc Sen Hồng. Xin mời ông Dương Minh Đức thuộc Trung tâm Âm nhạc Sen Hồng. Xin mời các đồng chí có tên vừa nêu trên nhanh chóng tiến lên sân khấu để nhận giấy khen của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đây, ban tổ chức chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Thành đoàn, Bí thư Quận đoàn quận 11 lên trao giấy khen cho các cá nhân. Xin được trân trọng kính mời. Xin cảm ơn các đồng chí.